Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Biển đảo Việt Nam của truyền hình Hậu Giang. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc ngày càng nguy hiểm khi muốn biến những hành động phi pháp của mình trở thành điều hiển nhiên. Mặt khác lại cảnh báo các nước không được can thiệp sâu vào vấn đề Biển Đông. Điều gì đã khiến Bắc Kinh đủ mạnh để có những giọng điệu như vậy? Chuyên mục hôm nay sẽ đề cập đến nội dung này. Mời quý vị bắt đầu theo dõi. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 5, truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết hải quân nước này đã bắt đầu cuộc tập trận lớn ở ba nơi, đó là Biển Đông, Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương. Đồng thời, Bắc Kinh tiếp tục lớn tiếng yêu cầu Mỹ và Anh không can dự vào vấn đề Biển Đông. Trước đó, theo Tân Hoa Xã, ba tàu hải quân thuộc hạm đội Nam Hải của Trung Quốc đã lên đường tới cảng hải quân ở Tam Á, tỉnh Hải Nam vào ngày 4 tháng 5, cùng lúc với các đội tàu đến phía Nam Biển Đông, phía Đông Ấn Độ Dương và phía Tây Thái Bình Dương. Trung Quốc cũng huy động các lực lượng hải quân đồn trú tại các đảo ở Biển Đông và cả lực lượng của hạm đội Bắc Hải tham gia cuộc tập trận. Trong khi đó, Lưu Hiểu Minh, đại sứ Trung Quốc tại Anh, đã yêu cầu Anh ngừng can thiệp vào tranh chấp Biển Đông. Theo ông này, vấn đề Biển Đông đang được những người ở Mỹ và Anh đẩy lên, trong đó cáo buộc Trung Quốc gây căng thẳng trong khu vực. Ông này cũng ngang ngược cho rằng Trung Quốc là quốc gia đầu tiên phát hiện và đặt tên các đảo và bãi đá ngầm ở Biển Đông. Bên cạnh tăng cường sức mạnh quân sự trên biển, Trung Quốc đang sử dụng một hạm đội tàu cá để thu thập thông tin về các tàu nước ngoài hoạt động ở Biển Đông. Các tàu này được trang bị hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu GPS để liên lạc với tàu phòng vệ bờ biển. Nhiều tàu mang theo cả vũ khí. Reuters đưa tin, đội tàu cá ở một thị trấn cảng tại đảo Hải Nam được huấn luyện quân sự, trợ cấp mọi thứ, kể cả nhiên liệu để thực hiện cái gọi là lực lượng dân quân biển tiến ra Biển Đông. Theo các chuyên gia ngành công nghiệp đánh bắt Trung Quốc, nguồn trợ cấp từ chính phủ cho phép ngư dân sử dụng các tàu sắt công suất lớn thay vì tàu gỗ. Hệ thống GPS được trang bị cho ít nhất 50.000 tàu nhằm giúp cho đội tàu cá liên lạc với tàu phòng vệ bờ biển Trung Quốc trong trường hợp khẩn cấp, kể cả đụng độ với tàu nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, các hoạt động tôn tạo của Trung Quốc tại Biển Đông không chỉ làm căng thẳng tình hình trong khu vực mà nó còn hủy hoại môi trường sinh thái tại đây. Tiến sĩ Wu Shikun, chủ tịch đồng thời là chuyên gia nghiên cứu cao cấp của Viện Quốc gia về Biển Đông của Trung Quốc, đã đưa ra yêu sách phi lý rằng Trường Sa là lãnh thổ của Trung Quốc và rằng Trung Quốc đã sử dụng các biện pháp kỹ thuật xanh trước, trong và sau khi thực hiện các hoạt động tôn tạo tại Biển Đông nhằm bảo vệ hệ sinh thái trong khu vực. Tuy nhiên, giáo sư sinh thái và sinh học biển của trường đại học Miami, Mỹ, John McManus chứng minh rằng hoạt động phi pháp của Trung Quốc đã đe dọa nghiêm trọng tới môi trường sinh thái và các nguồn lợi thủy sản ở Biển Đông. Theo số liệu thống kê, ước tính đến nửa cuối năm 2015, Trung Quốc đã bồi đắp phi pháp hơn 13 km vuông, hủy hoại nhiều rạn san hô tại Biển Đông và đe dọa làm tuyệt chủng nhiều loại sinh vật quý tại vùng biển này. Cũng theo giáo sư John McManus, phải mất cả ngàn năm để hình thành được 1 mét đất cát, phù sa quanh các rạn san hô. Nhưng đáng trách, việc tôn tạo của Trung Quốc đã làm điều này vĩnh viễn mất đi. Bên cạnh hành động ngang ngược, Trung Quốc cũng không ngừng đưa ra những tuyên bố đầy thách thức. Mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc lên giọng cảnh báo ASEAN nếu ra tuyên bố chung về vụ kiện Biển Đông. Một nguồn tin ngoại giao ASEAN tiết lộ với hãng Kyodo rằng Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân cảnh báo việc ASEAN đưa ra tuyên bố sẽ là một động thái mạo hiểm và Trung Quốc sẽ phản đối. Tuy nhiên, không nói rõ cụ thể về nguy cơ gì. Tòa trọng tài thường trực gọi tắt là PCA ở La Hay của Hà Lan dự kiến sẽ ra phán quyết trong tháng 5 hoặc tháng 6. Phán quyết được dự đoán sẽ gây bất lợi cho Bắc Kinh. Trước đó, Trung Quốc tuyên bố đạt được sự đồng thuận với Lào, Campuchia và Brunei rằng vấn đề Biển Đông không phải là vấn đề giữa Trung Quốc và ASEAN. Giới phân tích xem đó là mưu đồ của Trung Quốc nhằm chia rẽ ASEAN để các nước thành viên không đưa ra lập trường chung sau khi tòa ra phán quyết. Trong khi đó, các hoạt động vì hòa bình Biển Đông và chủ quyền của Việt Nam trên biển vẫn tiếp diễn. Vừa qua, ông Yasufumi, một phóng viên Nhật Bản từng tác nghiệp ở vùng biển Hoàng Sa, đã gửi báo Người Lao Động, bộ ảnh ghi lại không khí người Việt Nam và người Nhật Bản tuần hành phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển của Việt Nam. Theo tường thuật của phóng viên Yasufumi,
chiều ngày 1 tháng 5, khoảng 200 người Việt Nam cùng với người Nhật Bản đã tuần hành tại thành phố Osaka của Nhật Bản để phản đối Trung Quốc có những hành động xâm phạm chủ quyền biển Việt Nam. Trong lộ trình dài 2,4 km, những người tuần hành đi trong trật tự, dương cao những biểu ngữ phản đối hành vi của Trung Quốc vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 trên Biển Đông như Trung Quốc hãy dừng lại việc hiếp đáp ngư dân Việt Nam, Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, Trung Quốc hãy tuân thủ luật quốc tế. Tiếp tục những thông tin khác, thưa quý vị và các bạn, Quân chủng Hải quân Việt Nam đang khẩn trương chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đơn vị trong toàn quân chủng đã chủ động giáo dục, tuyên truyền về luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong bầu cử, xây dựng chương trình hành động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của cán bộ trong quân chủng tham gia ứng cử, đề cử đại biểu Quốc hội khóa 14. Đề nghị trên cho phép các lực lượng công tác ở các vùng biển đảo, xa bờ được bầu cử trước, giới thiệu quân nhân tại các đơn vị độc lập, các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên biển đến các địa phương, bầu cử đúng theo quy định. Trước tình trạng người dân các địa phương đang phải đối mặt với hạn hán và nhiễm mặn kéo dài trên diện rộng, vừa qua, vùng 2 Hải quân đã cử cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 681, lữ đoàn 125 và lữ đoàn 167 hành quân về tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng để tổ chức cấp nước ngọt miễn phí, tặng dụng cụ chứa nước và lắp đặt đường ống cấp nước sinh hoạt cho nhân dân. Đầu tháng 4, tại tỉnh Bình Thuận, mỗi ngày lữ đoàn 681 cấp từ 70 đến 100 mét khối nước cho nhân dân trên địa bàn. Việc cấp nước với khối lượng lớn đã chia sẻ và giúp đỡ được hàng trăm hộ gia đình địa phương nơi đây giảm bớt khó khăn, có lượng nước ngọt ổn định phục vụ đời sống sinh hoạt. Bà con nông dân ở đây á đang hạn hán mà nghe cái tin là thực tế là bộ đội hải quân đã vào cấp nước cho bà con đấy, thì bà con hết sức phấn khởi. Coi đây là một tình cảm quý báu giữa quân và dân. Tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 125 Hải quân điều động tàu 935 chở hơn 200 mét khối nước ngọt cung cấp cho hơn 600 hộ dân xã Bình Thắng và Đại Hòa Lộc. Trên đường bộ, các xe tải, xe bồn chở nước đến và phối hợp với chính quyền địa phương mua 100 lu, 60 thùng và hơn 300 can nhựa chứa nước để tặng người dân. Ở đây cũng gia đình cũng khó khăn, này cũng nọ này. Nhờ ở trên xuống giúp đỡ bà con cũng rất cảm ơn nhiều. Hôm nay là phấn khởi, mình đã góp được một phần công sức nhỏ bé của mình giúp cho đồng bào của mình vượt qua những cái lúc về thiếu nước ngọt về sinh hoạt. Thì đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực của lữ đoàn và với địa phương. Tại huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 167 đã phối hợp với tỉnh đoàn Sóc Trăng và Hội sinh viên tình nguyện Đại học Cần Thơ tổ chức đào đắp được hơn 500 mét đường ống để đưa nước sạch sinh hoạt cho nhân dân. Hiện nay, Bộ Tư lệnh Hải quân tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong quân chủng đóng quân tại các địa bàn tiếp tục phối hợp để tổ chức cấp nước ngọt sinh hoạt cho nhân dân, góp phần cho nhân dân ổn định đời sống và tiếp tục sản xuất. Chuyên mục biển đảo Việt Nam hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục kỳ sau.